giờ mít múc cái tô này cho bé người nước ngoài, nhưng mà bé đó sao sao ấy, chung là khó nói quá. Tại lúc đầu bạn vô thì bạn đòi ăn hai tô là 30 triệu, nhưng mà lúc ứng tiền á thì bạn không có đủ tiền, tại vì hai tô cũng bên mến mà nếu mình ăn không hết thì phải gửi lại cho mến 1 triệu, nhưng mà bạn nó không có đủ tiền, cho nên là giờ bạn nó đổi lại ý một tô. Nhưng mà bạn nó mới nói bạn nó sao ta không có rành tiếng Việt á, nên đâm ra nó hơi khó tí xíu. Nhưng mà người Việt Nam nha, nhưng mà qua nước ngoài định cư lâu quá rồi, mới về Việt Nam đã có 2-3 năm mà chưa có quen tiếng Việt lắm, cho nên mà lúc mà mình nói tiếng Việt với nhau ấy chỉ hơi lợn cợn tí xíu. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi mình bỏ tô này ra, mình làm múc một tô thôi, tại vì lúc vô chứ nó là cho hai tô 30 triệu, mình cũng đâu biết đâu, làm luôn. Và khi ra ứng tiền thì chỉ nói là chỉ không đủ tiền. Wow. Mà ăn nhiều lắm. Bình thường nó là ăn biết bao nhiêu không? Ăn gì cái món gì đó mà ăn 3.4 kg. Mà hai tô cũng mới thì nó có 4.4 kg rồi, nên là khả năng bạn nó ăn sẽ được. Còn một tô thì chắc mình nó khỏi cần nói luôn. Thắng là cái chắc rồi. Và bây giờ này em cứ lấy đũa cũ đi. Rồi. Em sang ra khi nào ăn thì chị cứ bắn giờ. Em tên gì hả? Em tên gì bé gái? Dạ tên Vy. Hả? Thúy Vy. Thúy Vy. Vy. Em ở nước ngoài lâu chưa? Rồi. Đây rồi. Thúy Vy bao nhiêu tuổi đi? Dạ 19 tuổi. 19 tuổi hả? Dạ. Bây giờ thì mình live stream cho mọi người xem luôn này. Mọi người xem nữa đây, Vy phim nước ngoài có ăn hết được cái tô đây không? Cố lên nha. Cố lên, chị tin em bắt được đấy.